Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm dưa kiệu ngâm đường. Với cách làm của mình, dưa kiệu rất là nhanh ăn luôn. Mình làm trong vòng 10 ngày thôi là mình ăn được rồi. Quan trọng nhất là dưa kiệu mình ăn nó sẽ rất là giòn nè và không hề nghe mùi hăng. Tết cũng đã gần kề rồi, thì mỗi gia đình hãy làm một cái hũ dưa kiệu như thế này nè, để Tết trong xã mình nhâm nhi với bạn bè và ly rượu ăn kèm với tôm khô hoặc là mình ăn kèm với thịt kho rượu nè hoặc là bánh tét thì cũng rất là ngon luôn Cách làm vô cùng đơn giản như kiểu thì rất là trong nhìn rất là đẹp nữa Thì trước tiên mình sẽ chuẩn bị là 1kg kiệu Kiệu của mình là loại kiệu khô, kiệu quế á các bạn Mình dùng kiệu quế thì mình thấy là kiệu của mình ăn nó có cái độ giòn và thơm rất là ngon luôn Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị khoảng là 500g cái phần tro bếp Tro bếp còn gọi là tro củi nữa các bạn không có thì mình hãy ngâm muối nha, còn nếu mà có tro thì các bạn nên ngâm tro này đi dưa kiệu mà ngâm với cho bếp thì nó ăn rất là giòn và ngon luôn thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là hai lít đến hai lít rưỡi nước nha các bạn cho nước vào trong cái thao tro này cái mình quậy cho nó tan đều cái phần tro đi rồi mình sẽ cho cái phần kiệu vào luôn mình không cần rửa kiệu đâu kiệu thì mình ngâm buổi tối thì đến sáng hôm sau mình sẽ đem ra mình làm sạch lại còn các bạn làm buổi sáng thì mình làm buổi tối nhiều khi mũi cắn cho nên là mình nên ngâm ban đêm đi rồi sáng hôm sau mình sẽ lấy ra mình rửa sạch lại để mà mình làm thì bây giờ mình sẽ để yên đó ha Mình chờ đến sáng ngày hôm sau Thì mình sẽ đem ra mình rửa sạch để mà mình làm cái phần củ kiệu này Và đây là cái thao mà củ kiệu mình ngâm được một đêm rồi nè Thì bây giờ mình sẽ đem rửa sạch lại với 4 năm lần nước Để cho cái phần củ kiệu của mình thật là sạch luôn nha Rất là dễ rửa luôn á các bạn Đây là thao củ kiệu mình ngâm được một đêm và mình rửa được thật là sạch rồi nè thì mình sẽ đem ra mình gỡ đi những cái phần bơi của cái củ kiệu này bê bám bên ngoài đó mình cho nước vào đi để mà mình dễ làm các bạn thấy cái củ nào mà nó sạch đó, nó trắng thì mình khỏi cần phải lột cái bê ở bên ngoài của nó ra còn củ nào mà thấy cái màu nó hơi xấu xuống màu đó mình hãy lột ha nó mình ngâm với trâu rất là dễ lột cái phần bê nữa nè và phần thứ hai nữa là kiểu của mình ăn giòn rất là thơm luôn mình làm sạch hết đi còn cái phần rễ một lát nữa mình cắt sao cũng được rễ thì các bạn chuẩn bị một cái dao mình cắt đó đừng có cắt sát quá ở bên trong nha mình chỉ cắt cho nó bỏ đi hết cái phần đen ở chỗ cái gốc của nó nè rồi cái mình cắt cái bên trên đầu của nó lại một lần nữa là xong rồi thì ở trên đây các bạn cắt cho nó hơi sâu vào một xíu tại vì nếu mà cắt cho nó dài quá thì nó ăn sẽ không có cái độ giòn của củ kiệu đâu cái phần lá của nó đó mình cắt cho đừng có sát quá lần lượt các bạn sẽ làm hết những cái phần kiệu này ha rất là dễ làm luôn và cũng vô cùng đơn giản nữa mình cắt làm sao đừng cho nó sát vào trong quá sát vào trong quá kiểu mình sẽ không có còn được độ giòn ngon thì khi mà mình đã cắt hết những cái phần rễ này rồi thì các bạn nhìn nè củ kiểu mình nhìn rất là ngon luôn trắng đẹp vô cùng luôn á và rất là dễ lộ cái phần bơi bê ở bên ngoài của nó bây giờ mình sẽ cho nước vào nè rồi các bạn rửa sạch lại với ba bốn lần nước nữa để cho nó thật sạch cái phần bụi bám ở bên ngoài của cái củ kiệu nha mình mua kiểu các bạn mua loại kiều khô như thế này nè thì khi mà mình lặt vỏ với rễ rồi mình bỏ bớt á thì củ kiều của mình còn rất là nhiều còn nếu mà các bạn mua loại kiểu tươi á thì mình lặt bỏ cộng dưới rễ của nó mình không còn được bao nhiêu hết trơn á một kg mà mình lặt ra còn nhiều như thế này luôn á thì mình rửa cho nó thật là sạch rồi các bạn vớt ra ngoài cái rổ để thật là ráo nước nha nếu có nắng thì mình đem ra mình phơi khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ cho cái phần củ kiểu của mình thật là ráo nước nó khô gáo nước á, thì mình ngâm với đường giấm á, củ kiệu của mình nó sẽ không có ra nước nhiều mà nó còn thấm đường với giấm nhiều ăn nó sẽ ngon hơn củ kiệu mình phơi được 2 giờ đồng hồ rồi nè thì mình sẽ chuẩn bị mình đem ra mình ngâm với giấm trước nha mình dùng loại giấm gạo lên men này nè các bạn ra tiệm tập quá mình nói là giấm gạo lên men người ta sẽ bán cho mình các bạn dùng giấm này thì dưa kiệu của mình ăn nó sẽ không có bị hư nó giữ được lâu nè còn nếu mà giấm nuôi á, ăn nó sẽ không có giữ được lâu đâu. Mình sẽ cho cái phần củ kiệu vào trong thao. Củ kiệu khi mình lặt sạch mình cân lại là 700 g củ kiệu thì các bạn cho vào đây là 700 ml nước giấm đến 800 ml nha. Thì mình thấy 700 ml là nó cũng vừa đủ luôn đó, nó không có quá dư và cũng không có quá thiếu. Mình sẽ ngâm cái phần kiệu này cách là 8 giờ đồng hồ hoặc là các bạn để 10 giờ cũng được thì mình làm củ kiệu buổi sáng nè thì nếu mà các bạn làm 8 giờ buổi sáng thì để 8 giờ buổi tối các bạn sẽ vớt cái phần củ kiệu này ra bây giờ mình sẽ dùng một cái dĩa các bạn có một cái dĩa nào gọn gọn các bạn đậy lại để cho củ kiệu mình nó thấm ở dưới cái phần giấm này nó không có bị nổi lên mặt nha thì bây giờ mình sẽ cho sang một bên tiếp tục mình chuẩn bị đến cái phần đường với muối để mà mình trộn với cái phần kiệu với 700g dưa kiệu thì mình sẽ sử dụng là 700g đường cát với nửa muỗng lưng cà phê muối nha Đây là phần dưa kiệu mình ngâm được 8 tiếng đồng hồ rồi Thì bây giờ mình sẽ vớt ra Các bạn dùng một cái rây mình vớt cho nó vừa gáo nước cũng được Không cần để cho nó thật là ráo đâu Mình vớt ra một cái thao khác nữa Nhìn nó trắng rất là đẹp nè các bạn nhìn thấy ha Và rất là thơm luôn Cái mùi hương của dưa kiệu nếu mà ai ăn được thì mình sẽ rất là thích luôn á Nó thơm mà giòn nè có độ chua chua ngọt ngọt ăn rất là ngon luôn mình vớt ra một cái thau mới nè khi mà các bạn vớt ra hết rồi thì mình sẽ chuẩn bị mình trộn cái phần đường vào nữa nó nhìn hấp dẫn vô cùng luôn phải không các bạn mình sẽ cho cái phần đường với muối vào mình cho đường với muối vào xong thì các bạn trộn đều lại ha mình trộn đều lại để cho cái phần kiệu với đường nó thấm với nhau thì mình sử dụng là cái khối lượng của nó là một một 700g dưa kiệu thì mình sẽ sử dụng là 700g đường cát ăn thì nó sẽ có cái độ ngọt chua nó vừa luôn đó còn nếu mà các bạn không thích ngọt quá thì mình có thể sử dụng là 500g đường cát cũng được nha thì bây giờ mình sẽ để qua cách một đêm hôm sau đi để cho đường nó tan bớt á mình sẽ cho vào một cái keo nhựa còn nếu mà các bạn có thời gian thì mình có thể để ở bên ngoài như thế này lâu lâu khoảng một hai giờ đồng hồ các bạn trộn đều lại một lần để cho đường nó mau tan á còn mình không có thời gian thì mình có thể mình cho vào trong cái keo nhựa nào hoặc là một cái keo sành cũng được các bạn cho trực tiếp vào đó đi rồi mình sẽ để lần lần khoảng chừng cách một hai ngày các bạn dùng đũa các bạn quậy cho đường ở dưới đáy keo của nó đó cho đường tan bớt nè cái mình đậy nắp kính lại còn nếu các bạn có thời gian mình để ngoài thao lâu lâu các bạn trộn lại một lần cũng vẫn được không sao hết thì bây giờ mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái keo nhựa này luôn thì mình chuẩn bị cái keo nhựa để mình xài lâu lâu mình sử dụng thì chắc cũng không đến đổi nào đâu các bạn cứ việc yên tâm ha nó không có hại cho sức khỏe mình quá đâu khi mình cho vào trong keo hết rồi nè các bạn đậy nắp kính lại thì mình sẽ để ở bên ngoài không có để trong ngăn mát tủ lạnh nha mình để khoảng 10 ngày đến 12 ngày là các bạn đem ra mình ăn được rồi không hề có một chút mùi hăng nào luôn á và dưa kiệu của mình nó thấm đường dần dần nè rồi có cái độ chua của giấm đã thấm trước rồi nữa thì không có còn gì ngon bằng luôn á và đây là cái keo dưa kiệu của mình làm được 10 ngày rồi nè Để mình gấp ra cho các bạn xem nha Dưa kiệu mình nó vừa thấm vị rất là ngon luôn Độ chua ngọt thì vừa phải nữa Các bạn nhìn thấy cái miếng dưa kiệu mình trông nhìn đẹp hấp dẫn vô cùng luôn ha Để mình gấp ra một củ cho các bạn xem nè Và thưởng thức với mình nha Dưa kiệu mình thấm nhìn ngon vô cùng luôn Thì Tết năm nay mình lại có thêm được một món dưa kiệu ngon lành như thế này Để mà mình cúng ông bà nè Mình đại khách nè Thì không còn gì bằng luôn mình đổ ra một cái hộp để cho rộng một chút cho các bạn xem nha. Hấp dẫn vô cùng luôn á. Mình làm tại nhà thì ăn thấy lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn là mình mua ở ngoài chợ. Tuy là cái màu nó không được đẹp ở ngoài chợ nha các bạn. Nhưng mà mình ăn nó vừa ngon, vừa an toàn và hợp vệ sinh nữa. Không có tốn bao nhiêu thời gian thì mình lại làm được cho gia đình mình được hủ dưa kiệu ngon lành như thế này để mà đón Tết rồi. Cách làm thì vô cùng đơn giản phải không các bạn? Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể ủng hộ giùm mình luôn. Năm hết Tết đến, chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình mình, con cháu sum hợp đầy đủ. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.